cầu nguyện trong cơn đại dịch virus Corona. Những ngày này, cả thế giới hồi hộp với sự lây lan nhanh chóng của virus Corona. Tại Trung Quốc, nhiều thành phố nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bầu không khí u ám, chết chóc bao trùm nhiều nơi. Tại Việt Nam cũng như nhiều nước, nhà chức trách ráo riết vào cuộc để ngăn chặn cơn dịch nguy hiểm này. Là người Công giáo, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện trong cơn đại dịch này. Virus Corona xuất hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc, nên virus này được đặt tên là Corona, Coronavirus Vũ Hán, viêm phổi Vũ Hán, virus viêm phổi chợ Hoa Nam Vũ Hán. Chúng xuất hiện và lan nhanh từ cuối năm 2019. Nhất là những ngày Tết và những ngày sắp tới, báo chí liên tục đưa tin cung cấp những trường hợp mắc bệnh và những người có dấu hiệu mắc phải con virus này. Dĩ nhiên họ đều phải cách ly. Dấu hiệu y khoa thường thấy sau khi người đã bị nhiễm virus corona có chứng bệnh đường hô hấp, phát sốt, ho, thở gấp gáp, hô hấp khó và dẫn đến tử vong. Vấn đề là chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Hơn nữa, trước khi phát bệnh, những triệu chứng của căn bệnh này rất khó nhận thấy. Vì virus lây lan qua đường hô hấp, lây từ người sang người, nên mức độ lây lan của nó là rất nhanh chóng. Chúng ta dễ dàng đọc thấy vô số thông tin và những thông báo về căn bệnh này trên Internet. Nếu không làm việc trong ngành y khoa hoặc những hữu trách khác, chúng ta chẳng thể làm gì khác hơn là cầu nguyện và tự phòng bệnh cho chính mình và người thân. Là người Công giáo, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho những nhà hữu trách có biện pháp kịp thời và hữu hiệu để bảo vệ người dân trước sức công phá của làn sóng virus này. Cầu nguyện cho những bệnh nhân, những người có dấu hiệu mắc bệnh. Xin Chúa ban cho họ và gia đình được nhiều bình an để vượt qua thời khắc mong manh này. Chúng ta cầu nguyện cho những y tá, bác sĩ và những người trực tiếp chữa trị căn bệnh này. Xin Chúa ban cho họ lòng can đảm, sức khỏe và sáng suốt để đón nhận những bệnh nhân. Nhất là chúng ta cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm phương thuốc chữa trị. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ sớm tìm ra câu trả lời cho bài thuốc chữa trị và vaccine chống lại con virus corona này. Chúng ta cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia, xin Chúa thôi thúc họ, biết đặt sức khỏe của người dân lên trên mọi lợi ích kinh tế hay chính trị. Đặc biệt, chúng ta không quên cầu nguyện cho sự minh bạch thông tin. Xin Chúa ban cho người hữu trách có tâm hồn cộng tác để cùng với thế giới, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới, cùng nhau đối phó với căn bệnh này. Chúng ta không quên cầu nguyện cho những người đã chết vì căn bệnh này. Xin Chúa đoái thương linh hồn của họ. Sau cùng, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban cho nhân loại được bình an trong năm mới này. Hy vọng nhờ hồng ân của Chúa, virus corona không thể trở nên nỗi kinh hoàng cho Trung Quốc và thế giới. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin, ước mong đó cũng là một trong những phương thuốc hữu hiệu để cơn đại dịch virus corona sớm chấm dứt. Amen.